Namaste. Xin chào tất cả các bạn, Nguyễn Lựu, Thanh Mai. Rất vui lại được đồng hành cùng với các bạn trong chuỗi bài tập yoga chào ngày mới. Hôm nay thì Lựu và Thanh Mai sẽ gửi đến các bạn chuỗi yoga Back Bend. Dịch sang phần tiếng Việt của mình thì có nghĩa là ngả sâu với các bạn. Những cái động tác thiên về ngả ra phía sau. Những động tác này có tác dụng kéo giãn cột sống, giúp cột sống của các bạn linh hoạt hơn. Ngoài việc giúp chúng ta cải thiện và kéo giãn cột sống thì có thể giúp cải thiện một số bệnh lý như là cong vẹo cột sống hay là gù lưng. Để các bạn biết thêm hơn về những động tác cũng như tác dụng của nó thì các bạn sẽ theo dõi bài tập ngay bây giờ. Chúng ta sẽ ngồi vào tư thế thoải mái nhất, hai tay đặt lên gối, giữ cho lưng, đầu và cổ chúng ta trên một đường thẳng. Thả lỏng cơ thể ở đây, hai mắt khép nhẹ lại. Thả lỏng và thư giãn. Quan sát vào hơi thở. Hít thật sâu và thở thật chậm. Chúng ta hít thở sâu, ở đây một vài hơi thở để điều hòa nhịp tim, để chúng ta bắt đầu vào bài tập một cách tốt nhất. Nhẹ nhàng các bạn mang ý thức trở lại căn phòng, hai tay của chúng ta nâng lên và xoa nóng lòng bàn tay ở đây. Hai tay của chúng ta áp vào hai hốc mắt. Áp nhẹ, hơi nóng của bàn tay sẽ giúp lan tỏa ra khắp vùng mắt, lưu thông mạch máu mắt. Chúng ta xoa một lần nữa nào. Rồi áp lên và giữ ở đó từ 3 cho đến 5 giây. Kéo hai tay của mình sang hai bên và nhẹ nhàng mở mắt ra, tay đặt lên gối. Chúng ta sẽ bắt đầu vào bài tập ạ. Hít vào đẩy lồng ngực, mở vai, dướn ngực. Dướn cong cái phần ngực lên phía trước. Thở ra cuộn lưng, cuộn cằm, đẩy ra phía sau. Hít lần thứ hai, đẩy về phía trước, mở vai, dướn ngực. Thở cuộn lưng, cuộn cằm ra phía sau. Hít lần thứ ba, đẩy về phía trước. Thở cuộn ra phía sau. Hít bốn. Thở. Hít một lần nữa. Giữ ở đó. Năm. Bốn. Kéo dài cột sống lưng nào. Ba. Hai. Một. Cuộn lưng ra phía sau, gù lên tối đa. Cằm sát về ngực và giữ. Năm. Kéo dài lưng ra sau. Bốn. 3 2 1. Hít về chính diện. Mắt các bạn nhìn sang vai bên phải, thở ra, khởi động cổ ở đây. Hít về chính diện. Thở sang phía bên trái. Hít về chính diện. Thở sang phải. Hít
thọ qua trái. Hít chính diện, thọ bên phải một lần nữa rồi giữ. 5, 4, 3, 2, 1. Hít chính diện, thọ bên trái. 5, 4, 3, 2, 1. Hít về chính diện. Hai tay đan lại với nhau nào các bạn, xoay cổ tay. Xoay ngược lại. Hai tay đan lại với nhau, hít hai tay vươn lên trần, đồng thời mắt nhìn theo tay. Thọ co hai chỏ mở vai ưỡn ngực lên, mắt nhìn xuống sàn. Hít lần thứ ba. Thọ. Hít bốn. Thọ. Hít năm. Thọ và giữ ra sau nào. 5, đẩy phần xương ức lên cao. 4, mở lồng ngực ra. 3, 2, 1. Hai tay các bạn đặt sau đầu, giữ cho lưng thẳng như vậy. Thọ nghiêng lườn sang bên phải, chúng ta chỉ việc nghiêng lườn thôi ha. Đầu vẫn đặt ở giữa hai tay. Hít về chính diện. Thọ nghiêng sang phía bên trái. Hít về chính diện, thọ sang phải. Hít, thọ qua trái. Hít, thọ qua phải và giữ. 5, 4, 3, 2, 1, nâng lên, thọ qua trái và giữ. 5, thở sâu, 4, 3, 2, 1, hít nâng người lên, cúi gập người về phía trước 45 độ, thở. Hít nâng người lên, thọ cúi gập xuống. Hít 3, thọ, hít 4, thọ và giữ. 5, 4, 3, 2, 1, nâng người lên, thọ thả tay của mình xuống. Duỗi hai chân về trước và lắc nhẹ hai chân. Thả lỏng hai đầu gối xuống sàn. Xoay hai mũi chân. Xoay ngược lại. Hai chân của mình duỗi sang hai bên. Hai tay hít vươn lên trần. Trước khi chúng ta ngả sau thì chúng ta sẽ tập những động tác vặn xoắn mở vai để khi chúng ta ngả thì nó sẽ không bị tổn thương ha. Thọ vặn sang bên phải. Khởi động cột sống cho thật kỹ. Hít vươn hai tay lên, thọ vặn qua bên trái. Hít tay vươn lên, thọ
họ bên phải. Hít. Thọ qua trái. Hít vươn lên. Thọ qua phải một lần nữa. Lần này các bạn giữ lâu, giữ sâu ra phía sau. 5 4 3 2 1 Hít vươn hai tay lên. Thọ bên trái và ra sau. 5 4 3 2 1 Hai tay hít vươn lên trần. Tay phải chống ra phía sau. Co gối chân bên phải lại. Quỳ lên gối phải. Rồi. Hít nhấc mông lên khỏi sàn. Kéo vai, mở ngực. Kéo căng cái phần hông đùi của mình lên. Thở hạ mông xuống. Hít lần hai. Đẩy cao mông lên. Mở vai và bắt đầu ngã dần. Ngã dần ra sau. Thở. Hít ba. Mỗi một lần về sau chúng ta sẽ ngã sâu hơn một chút nữa. Ngã sâu hơn một chút nữa. Thở. Hít 4. Lên cao. Đẩy hông bên phải về phía trước. Tay phải bám chắc. Tay trái hướng xuống sàn. Thở. Lần cuối cùng. Lần thứ 5. Hít nâng lên. Tối đa nào các bạn giữ. 5 4 3 2 1 Hạ mông xuống. Hai tay vươn lên trần, hít vào. Thở gập người lên phía chân bên trái. Kéo dài và trả lại phần lưng vừa xong nào. Kéo dài người và trả lại phần lưng. Hít vươn hai tay lên. Chống hai tay về sau và mũi tay hướng về mông. Co chân phải lên đạp sàn. Rồi. Hít nâng mông lên nào. Nâng mông cao lên. Đẩy cao lên. Cao lên nữa. Thở hạ mông xuống. Chúng ta sẽ tập từ nhỏ cho đến lớn ha các bạn. Từ những cái động tác nhẹ nhàng xong đến rồi dần dần nặng lần lên. Hít 3 2 Đẩy cao mông lên. Thở. Hít 3 Cao mông lên tối đa nào. Thở. Hít 4 Thở. Một lần nữa. Hít 5 Giữ 5 4 3 2 1 Hạ mông xuống. Chân chúng ta để về chính diện trở lại. Hai tay vươn lên trần, hít vào. Thở lại trả sơ cái lưng một chút, thở ra. Kéo dài lưng về phía trước. Trả lại. Hít nâng người lên. Thở thả tay xuống, duỗi chân phải và đổi bên như vậy với chân trái. Ngồi xích sang phía bên phải chút em. Cho cái đầu gối của mình nó vào sàn. Đúng rồi, vào phần thảm nó không có bị đau gối. Tay trái chống ra phía sau. Tương tự như vậy, đổi bên với bên trái 5 lần. Hít, nâng mông lên. Mở vai, mở ngực. Uốn cong người lên một cách tự nhiên nhất nào. Thở, hạ mông xuống. Hít, hai. Dài lưng lên. Đẩy cao bụng về phía trước. Thở. Hít 3 3 Đẩy cao. Cao lên.
thở. Hít. Bốn. Mở vai, mở ngực. Thở. Một lần nữa. Hít lên và giữ. Năm. Thở sâu nào các bạn. Bốn. Ba. Hai. Một. Hạ mông xuống. Rồi. Hai tay của mình nào vươn lên trần. Hít vào. Thở gập người xuống, trả sơ cái phần lưng bên trái mà chúng ta vừa mở ra đó. Kéo dài người về trước. Hít. Vươn hai tay lên. Chống tay ra sau, ngón tay hướng về mông. Co chân trái lên đạp sàn. Chúng ta sẽ mở về phía trước 5 lần nữa với tư thế tấm ván co chân. Hít. Nâng mông lên. Ngửa lên nào. Đẩy vai, đẩy mông, đẩy đùi lên. Thở. Hạ xuống. Hít. Lần 2. Thở. Hít. 3. Cao lên chút nữa. Thở. Hai lần nữa nào. Hít. Nâng lên. Thở. Một lần nữa, cao lên tối đa. Hít. Nâng lên. Giữ. Năm. Thở nào các bạn. Bốn. Ba. Hai. Một. Rồi, thật chậm rãi. Hạ hông, hạ cằm xuống. Hai tay lại vươn lên chân. Thở gập xuống tối đa. Giữ ở đây, thở sâu. Năm. Bốn. Lưng dài ra nào. Ba. Hai. Một. Vươn hai tay lên chân. Thở thả lỏng xuống. Chúng ta quỳ lên gối, đổi động tác nha các bạn. Quỳ lên. Rồi. Hai tay của mình chống sàn. Quỳ lên hai gối. Hít vào nào lớp. Nhẹ nhàng các bạn, võng lưng xuống. Mở vai, mở ngực lên. Tư thế con mèo bò. Đẩy cao lồng ngực lên. Chủng cái vùng bụng xuống, chủng cái vùng thắt lưng xuống. Thở từ mông các bạn cuộn lên. Cuộn sâu. Mắt nhìn vào rốn. Cầm, cuộn. Hít. Lần 2. Võng lưng xuống. Mở ngực lên. Không rụt vai, không rụt cổ. Thở. Cuộn lưng. Cuộn cao. Hít. Lần 3. Võng lưng. Thở. Gù lưng. Gù lưng. Hít. 4. Thở. Hít. 5. Giữ ở đó. Chủng xuống nào các bạn. Nhìn về phía trước một chút. Hít thở ở đây. 5. 4. 3. 2. 1. Cuộn lưng lên. Cảm nhận độ căng giãn của đốt sống nào. Kéo căng căng ra. Giữ. 5. 4. Dùng lực đều ở hai tay. 3. 2. 1. Hít về chính diện. Chân bên phải của mình nào, đá ra phía sau. Vòng tay trái nắm vô chân bên phải. Nhìn xuống sàn để lấy điểm thăng bằng.
Các bạn võng lưng xuống và lấy tay và chân của mình bung xa ra 5 hơi thở. 5 4 3 2 1 Hạ gối xuống. Đổi qua bên chân trái nào. Chân trái đá ra sau. Tay phải vòng ra phía sau nắm lấy chân trái. Bung chân và tay của mình lên. Các bạn nhìn xuống dưới sàn, lưng vẫn võng, tay vai kéo lên. 5 4 3 thở. 2 đúng rồi. 1 hạ gối xuống, đưa về em bé thả lỏng. Hai tay các bạn vẫn chống ở dưới sàn và đi về phía đầu thảm. Hít vào nào các bạn, cuộn lưng tròn lên. Cuộn tròn lên, hạ hông xuống, mở vai, mở ngực, co trở lại. Thở, cuộn lưng tròn, gù lưng, đẩy ra phía sau. Hít lần 2. Bài tập này giúp linh hoạt cột sống này các bạn. Linh hoạt từng đốt sống và làm nóng lưng của mình dần lên vào những động tác khó hơn nữa. Thở, cuộn lưng, gù ra phía sau. Hít lần 3. Cuộn tròn. Mở vai, mở ngực. Thở, cuộn lên, gù ra phía sau. Hít lên cao. Đúng rồi. Thở, cuộn về. Cuộn một lần nữa, hít lên. Mở ngực, co trở nhẹ. Thở, cuộn lưng, trở về, thả lỏng và thư giãn. Hít vào, thở ra. Hít nâng người lên. Trở về tư thế chỏ úp mặt, cao mông lên trần. Gót chân của mình bám sàn nếu được. Dùng hai tay đẩy mông căng ra phía sau. Kéo giãn cột sống lưng ở đây. Giúp các đốt sống lưng của mình có một khoảng trống nhỏ. Không bị chèn ép lên các đĩa đệm. Nhẹ nhàng đá chân phải, hít lên trần. Bước lên bằng tay phải, thở ra. Hai tay hạ hai gối của mình xuống. Hai tay của mình nâng lên. Cùi chỏ vuông góc. Mở vai, mở ngực, dướn lên và hít thở. 5, dướn ngực cao lên nào. 4, đúng rồi. 3, 2, 1, hai tay nắm với nhau ở phía sau. Đánh tay vai lên trần và gập người xuống trả lại cái lưng. Đánh tay vai lên trần, gập người xuống trả lại cái lưng. Hít thở nào. 5 4 3 2 1 Chống hai tay dưới sàn. Tay trái chống sát vào chân phải. Hít vươn tay phải lên trần. Vặn xoắn ở đây. Kéo giãn lưng ở hai hướng khác nhau. Tay vai hai hướng khác nhau. 5 4 3 2 1 Chống tay về sàn. Xoay chân sau 90 độ chân trái. Cài tay phải của mình xuống dưới đùi. Nắm lấy tay trái ở trên lưng. Xoay và mở vai chân vai trái lên. Hít thở. 5 Xoay và mở vai trái lên nào.
4 3 2 1 chống tay về sàn, xoay ngược cái phần chân trái của mình sang phía bên trái trở lại. Chân phải nhấc lên và nắm vào cổ chân. Cổ chân bung chân ra phía sau, võng lưng và giữ ở đây. Thở sâu. 5 4 3 2 1 bước chân trở về. Tay chống và nhấc gối lên. Bước ra sau tấm ván. Hạ hai gối, ngực cằm, thở ra. Hít lướt ngực lên. Trở về cho úp mặt, thở ra. Đẩy mông nhọn lên trần. Chân trái đá lên trần và ra sau. Úp mông xuống. Bước lên bằng với tay trái. Hạ gối, nâng người lên. Hai tay buông khóc và vươn lên. Hít thở. 5, nâng ngực lên nào. 4, chia đều lực lên hai hông của mình. 3, dướn dài cột sống lên cao. 2, chút xíu nữa nào. 1, hai tay đan với nhau ở phía sau. Thẳng chân trước lên, gập người để trả lưng xuống, đồng thời đánh vai tay cao lên trần. Thở. 5 4 3 2 1 Hai tay chống xuống sàn. Tay bên phải chống sát vào chân trái, đẩy thẳng chân trái ra. Hít vươn tay trái lên trần. Xoay vai, mở ngực, vươn cao. 5 Các bạn có vấn đề về cổ thì chúng ta không nên nhìn lên ạ. 4 3 2 1 Chống tay về sàn. Chân bên phải của mình xoay sang bên trái 90 độ. Luồn tay bên trái xuống dưới. Lấy cái phần tay bên trái của mình nào, nắm lấy tay phải ở trên lưng. Xoay vai, mở ngực và hướng lên cao. Đúng rồi, hướng lên. Chúng ta khi mà chúng ta tập như thế này, chúng ta cảm thấy rất là căng ở vùng lườn, thì nó đã cái phần lưng của mình ạ. 5 Giảm đẩy gối phía trước tí nữa em. 4 Đúng rồi. 3 Kéo vai mở lên. 2 1 Rồi, tay chống xuống sàn. Xoay chân phải của mình sang phía bên phải và tay nắm ở phần mu bàn chân bên trái. Xoay cái phần tay vai và võng lưng sang phía nào. Đúng rồi, nắm đùi ra ngoài một chút xíu để độ cong được nhiều hơn. Thở sâu. 5 Đẩy bụng về phía trước. 4 Bung tay vai ra. 3 2 1 Hạ chân nhẹ về đầu thảm. Rồi, hai tay chống sàn, nhấc gối sau lên. Bước ra sau tấm ván. Hạ hai gối, ngực cằm, thở ra. Hít trườn người, mở vai, mở ngực. Trở về tư thế chó úp mặt, đỉnh mông lên trần. Cao mông lên. Chân phải đá lên trần và lên cao. Đẩy mà hạ áp nhẹ vai xuống em, chút xíu nữa. Đúng rồi. Bước lên bằng với tay bên phải. Chân sau áp gót hoặc là nhón gót đều được. Hai tay vươn lên trần. Rồi lần này thì mình sẽ ngả ra phía sau một chút. Đúng rồi. Nâng hông lên chút xíu nữa và ngả nào. 5 Rất tốt. Dướn dài. 4 Các bạn nhớ là phải dướn vùng lưng lên để không bị đau cái vùng lưng dưới. Nhưng vươn dướn vùng lưng trên để không bị đau vùng lưng dưới. 3 2 1, hai tay sang ngang. Chân trước thẳng nào. Mình trả lại bằng cách gập người song song với sàn. Rồi giữ. 5 4 3
2 1 chống tay về sàn. Tay bên phải của mình chống sát vào nào. Tay bên chân bên trái sang ngang 90 độ. Hai tay hít vươn lên trần, tay trên trái vươn lên em. Vươn nữa, thẳng gối lên. Thẳng lên, nữa, nữa. Sau đó mình xoay vai vào bên trong và luồn vào đùi phía bên trong trên phải. Mở vai lên một chút, vặn xoắn lên một chút. Sau đó chúng ta sẽ thực hiện những tư thế về ngả sau. 5, vươn dài lưng nào. 4, 3, 2, 1, nâng người lên, nâng người lên, đứng thẳng lên em. Hai tay đan với nhau ở phía sau, đẩy gối trước vuông góc. Các bạn hạ đỉnh đầu của mình gần gót chân bên phải nếu được. Rồi đánh tay lên nào, xoay vai rồi mở vai rồi vặn xoắn. 5, kết hợp vào ạ. 4, 3, 2, 1, hai tay chống sàn. Bước chân ra phía sau tấm ván. Hạ hai gối ngực cằm hoặc tứ chi thở. Hít lướt người lên. Trở về cho úp mặt cao mông lên trần thở ra. Xuống vai một chút. Chân trái đá lên trần. Úp vai xuống trước nữa, đúng rồi. Bước lên bằng tay trái. Nâng người lên. Chân sau nhón hoặc áp đều được. Vươn hai tay lên, nâng hông lên và ngả ra sau theo khả năng của mình. Không nhấn vào lưng dưới. 5 4 3 2 1 Thẳng chân trước lên, hai tay sang ngang, gập người song song sàn để trả sơ phần lưng. Gập người song song sàn. Thở ra. 5 4 3 2 1 Chống tay về sàn. Xoay chân sau 90 độ. Tay bên phải vươn lên trần. Nữa. Luồn tay phải của mình vào đùi phía trong. Đúng rồi. Ngửa vai. Ngửa vai lên. Thở sâu. 5 4 3 2 1 Chống hai tay về sàn. Bước chân ra phía sau tấm ván. Hạ hai gối ngực cằm hoặc tứ chi thở ra. Hít duỗi mũi chân và lướt ngược lên, co trỏ vào để lưng trên của mình nào được mở ra. Trở về cho úp mặt thở. Chân phải đá lên trần. Co gối võng lưng thở sang phía bên trái, đúng rồi. Kéo vai trượt ra xuống dưới nữa nào, mũi chân hướng xuống. Hít đẩy về trước gối chạm vào bắp tay phải. Thở lần thứ hai võng xuống. Võng xuống lần thứ hai, úp vai xuống em nữa, đúng rồi. Hít co gối chạm vào bắp tay. Thở võng lưng xuống và trượt người ra sau, võng lưng xuống. Đưa mũi chân của mình qua. Đúng rồi. Hít đẩy về phía trước. Thở võng lần thứ tư, võng xuống. Úp đều vai nào, úp đều vai nào. Đúng rồi. Hít một lần nữa. Thở võng xuống và giữ. 5 Đúng rồi. 4 3 2 1 Bước lên bằng với tay bên phải. Rồi.
nhấc chân trái lên khỏi sàn nào. Đưa tay phải về phía trước. Mở hông bên trái lên. Tay trái nắm chân trái. Võng lưng và bung chân trái của mình lên trần. Đúng rồi. Võng lưng và bung chân trái của mình lên trần. Nếu các bạn tư thế này mà khó quá thì chúng ta có thể lấy một cục gạch, cục lốc gì đó chúng ta chống vào tay, nó sẽ dễ thực hiện hơn. 5. Võng lưng xuống. 4 3 2 1 Hạ chân của mình ra phía sau. Bước hai chân ra sau. Trở về chỗ úp mặt. Tương tự như vậy, chúng ta đi cái chuỗi này với bên trái. Chân trái đá lên trần. Úp vai xuống nào. Võng lưng thở. Úp đều vai xuống. Đúng rồi. Co gối chạm bắp tay. Hít. Thở lần thứ hai. Võng xuống. Đúng rồi. Hít. Thở. Hít. Thở. Xuống. Hít. Đẩy về phía trước, co lên. Thở. Võng xuống nào, úp vai đều xuống em. Hướng mũi chân của mình xuống. Úp đều vai xuống. Một lần nữa, hít đẩy về phía trước. Thở, võng lưng và giữ ở đó. 5, võng lưng xuống. 4 3 2 1 Bước lên bằng với tay trái. Nhấc chân phải lên nào các bạn. Đi tay về trước khoảng 3-40cm. Co chân bên phải lại. Tay phải nắm chân phải. Nắm. Rồi. Bung tay, bung vai. Đẩy cao lên và hít thở. Giữ. Rất tốt. 5. Thở sâu. 4 3 2 1 Rồi, hạ tay của mình xuống, hạ chân của mình ra sau. Trở về tư thế chó úp mặt. Đẩy về trước tấm ván. Hạ gối xuống. Rồi. Hạ mông của mình ngồi lên hai cái phần, tách hai phần gót chân ra. Rồi. Chúng ta sẽ thực hiện tư thế này ở đây 4-5 lần. Các bạn, khi các bạn tập ấy thì sẽ có một số bạn sẽ không lên được ngay. Thì chúng ta có thể chống ra ngoài cái vùng thảm của mình hoặc là vùng chân. Thậm chí chúng ta có thể đặt cái cục lốc, cục gạch chúng ta đặt ở phía bên ngoài để chúng ta có thể thực hiện nó một cách dễ dàng hơn. Ở đây mình sẽ đặt lên chân. Mình sẽ thực hiện ở đây 5 lần. Bắt đầu nè các bạn. Nhớ là lúc nào cũng siết cơ bụng vào để không bị đau lưng. Tức là động tác này vừa tác động vào đùi trước, vừa tác động vào lưng và vai. Hít một, nâng hông lên. Đẩy cao, mở ngực, mở vai lên nào các bạn. Đẩy về phía trước. Thở, nhìn lên. Kéo phần hông, đẩy ra phía sau. Lần hai, hít. Đẩy mông, mở ngực. Mở vai, dướn lên. Thở, đưa hông, đưa đùi, hạ xuống. Hít, ba, đẩy về phía trước. Nhấc hông lên, căng lồng ngực, mở vai ra. Thở, cuộn lưng, hạ xuống. Hít, 4, đẩy nào, đúng rồi. Thở. Một lần nữa, hít, 5,
giữ ở đó, hít vào, thở ra. 5, quan sát hơi thở. 4, 3, 2, 1. Từ từ hạ hông, hạ xuống, hạ cằm và thả lỏng cổ. Hai chân của mình duỗi về phía trước, hai tay chống ra phía sau. Chúng ta thực hiện động tác cuối cùng của bài. Tay phải của mình chống ra phía sau. Rồi. Hai chân của mình song song với nhau. Hít, nâng mông lên, mở vai, mở ngực, vươn dài, đẩy căng cái phần hông và hơn hai cái phần gối của mình hướng lên trần. Thở, hạ mông xuống. Đổi qua bên trái, hít, vươn người lên, tay lên, hai gối hướng lên trần, hông, bụng hướng lên. Thở, hạ xuống. Hít lần thứ 3. Đẩy cao lên. Thở. Hít 4. Lên cao, vươn dài tối đa nào. Thở. Mỗi bên một lần nữa nào các bạn. Hít 5. Giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1, hạ hông xuống. Bên trái một lần nữa, hít lên, vai mở, ngực mở, hông mở nào. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi. Hai tay, hai chân của mình xuống. Hai tay thả lỏng. Thả lỏng lưng, thả lỏng vai. Cuộn cằm sát vào. Giữ ở đây. 5. Gù lưng lên. 4. 3. 2. 1. Nâng người lên. Duỗi hai chân về phía trước, dựng hai bàn chân lên. Rồi, hai tay của các bạn đặt ở phía dưới, trả tiếp tục cái lưng của mình nào. Khi các bạn tập xong thì các bạn phải trả lưng lại để tránh cái tình trạng mà bị đau lưng ha. Hai tay của mình đặt xuống dưới, là duỗi chân ra em, duỗi hai mũi chân ra, nhấc gót chân khỏi sàn được không? Rồi cuộn lưng vào, cúi đầu của mình chạm vô đầu gối, chán chạm vô đầu gối, đúng rồi. Giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi, rất tốt. Nhẹ nhàng nâng người lên, nằm ngửa xuống sàn. Hai tay xuôi theo thân. Chúng ta lại lên tư thế cái cày để trả lại phần lưng của mình. Vẫn phải trả lại lưng và cổ thêm một chút nữa ạ. Hít vào, nâng hai chân lên. Mũi chân của mình hướng xuống và đứng bằng vai. Chúng ta lưu ý khi mà có vấn đề về cổ thì chúng ta không nên thực hiện. Và khi chúng ta thực hiện thì chúng ta không nên quay sang phải hay quay sang trái. Cằm của chúng ta sát về ngực. Tư thế này giúp phòng chống bú cổ rất là tốt. Giảm đau lưng, giảm gù lưng. Đẩy cái phần hông cao lên chút nữa. Hít thở đây sâu. Nhẹ nhàng tay của mình hạ sàn nào các bạn. Chậm rãi thôi. Và hạ từng đốt sống lưng của mình xuống sàn. Từng đốt sống lưng xuống sàn. Rồi. Co hai gối vào ngực và xoay cái phần gối của mình vòng tròn 5 vòng từ phải qua trái. Các bạn, khi các bạn xoay lưu ý là hãy đặt phần lưng dưới của mình hết xuống sàn nha.
xoay đến đâu thì hạ lưng đến đó. Rồi chúng ta xoay ngược lại 5 vòng, từ trái qua phải sang trái. Rồi, chúng ta duỗi hai chân về phía trước và duỗi hai tay của mình về phía sau. Thả lỏng cơ thể ở đây nào. Chúng ta ngồi thoải, nằm thoải mái trên thảm. Hít vào và thở ra. Đưa cơ thể của chúng ta trở về trạng thái thư giãn. Nhẹ nhàng chúng ta mang ý thức trở lại căn phòng. Lắc nhẹ hai chân. Cử động các ngón tay. Hai chân khép vào, hai tay đan vào nhau, kéo qua khỏi đầu. Hít sâu, kéo duỗi căng. Co chân trái lại, nằm nghiêng qua bên phải. Chúng ta nằm nghiêng qua và hít thở ở đây một chút. Chống tay và nâng người ngồi dậy. Chúng ta vừa thực hiện xong bài tập Backbend Yoga. Bài tập này ngoài tác dụng để chữa những cái bệnh lý như là gù lưng, cong vẹo cột sống thì còn có một số tác dụng như là tác động vào tuyến ức, mà giúp chúng ta mở lồng ngực này, hít thở sâu hơn, phòng chống một số bệnh cảm cúm thông thường. Để đạt hiệu quả cao trong bài tập thì chúng ta nên thực hiện thường xuyên, một tuần từ 2 cho đến 3 lần. Các bạn đừng quên đăng ký kênh YouTube của Adline Gym, nhấn vào chuông thông báo để chúng ta cập nhật những bài tập mới nhất mà chúng tôi đăng tải. Xin chào và hẹn gặp lại!